Trong số các quốc gia Đông Nam Á xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế về vận chuyển đường bộ hơn cả. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi khi sầu riêng của Lào đạt sản lượng ổn định và được vận chuyển bằng cao tốc. Chúng ta có những cái điểm yếu là ví dụ như bây giờ hiện nay cái cạnh tranh logistics mà cái đường tàu cao tốc của Lào với nối với Trung Quốc và Thái Lan thì nó sẽ giúp cho cái hàng hóa của Thái Lan nó đi sang đấy nó sẽ rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là cái quy hoạch vùng cũng như là cái kỹ thuật làm vườn. Tôi đang nói là kỹ thuật làm vườn chuyên canh hay là kỹ thuật canh tác để đảm bảo cái độ đồng đều của sản phẩm của chúng ta đang là rất là yếu. Bởi vậy, việc Việt Nam mở rộng diện tích là một rủi ro lớn. Chỉ vài năm gần đây, diện tích sầu riêng của Việt Nam đã tăng thêm khoảng 53.800 ha, tức là trong vòng 10 năm qua, sầu riêng đã có tốc độ phát triển nóng về diện tích lên đến 300%. Cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa làm chủ được về kỹ thuật, về trồng và chăm sóc sầu riêng. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà chế biến bảo quản á, thì nói chung là hiện tại là chúng ta vẫn chưa đủ cái cơ sở hạ tầng. Và thứ ba nữa là cái vấn đề rủi ro về thị trường. Thì hiện tại là chúng ta mới phụ thuộc vào cái thị trường chủ yếu là của Trung Quốc. Thành ra là nếu mà hiện tại mà chúng ta phát triển ồ ạt, phát triển nóng với một cái mức tăng mà nhanh chóng ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Tây Nguyên hiện là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với 40.000 ha. 90% sản lượng đều có thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc. Trong khi đó, diện tích được cấp mã số vùng trồng chưa đến 5%. Và việc tham gia thị trường chính ngạch muộn hơn Thái Lan cũng tạo nhiều áp lực cạnh tranh cho sầu riêng của Việt Nam.